ដែលមានសមាជិកទាំងអស់គឺចំនួន7នាក់ទី1គឺសនរស្មីទី2សម្បត្តិសិណុតទី3លឹមមីលីទី4ឡាវសង្គីទី5វងសុខាទី6យ៉ាងស្រីនិងទី7សុភីសរនិនដែលមានបទធានបទនិយាយអំពីការកំណត់រោគវិតាមីននៃលោហៈដែលមាននៅក្នុងសរសៃសារបស់មនុស្ស សម្រាប់មេតការវិញគឺមានបួនចំណុចធំៗដោយចំណុចទី1និយាយអំពីសេចក្តីផ្ដើមចំណុចទី2ដំណើរការពិសោធន៍ចំណុចទី3លទ្ធផលរំពឹងទុកនិងចំណុចទី4សរុបសេចក្តីនាងខ្ញុំសម្បត្តិសេនុចដែលលើកយកចំណុចសេចក្តីផ្ដើមនៃមួយចំណុចលក្ខណៈនៃសក់សក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសរីរាង្គតូចមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្ស ក្រោយមកពួកគេក៏បានរកឃើញលោហៈជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងសក់របស់មនុស្សយើងដែលមានប្រមាណនិងប្រភេទនៃលោហៈមិនស្មើគ្នានោះទេដោយវាអាស្រ័យទៅលើពណ៌សក់អាយុនិងភេទរបស់មនុស្សហើយសក់គឺជាសមាសធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលដុះចេញពីឫសដែលមាននៅក្នុងស្បែកដូចរូបដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម Nhóm cư màu bọ sài nâu chỉ mấy mùi chuyện bì nít cư trong bằng hai nhóm bì và nhà hà đại ca miền đồng phòng sạc nó không sẽ cái đây bắt đam chỉ mấy mùi chuyện bì nít phong đá cư kì trong xua thèm một là hai là với tập dân trời ruột qua tầm miền lô hạ tình nông không sạc một là hai này ca ruột lô hạ nó không sạc tình nông cư miền đối chía chỉ mấy tìm mũi cư kì trong này dây em bì ca thua tay lô hạ nó không sạc cư viên miền sẽ ra xâm khăn tìm mũi cư xâm rạp trụt bì nít nâng phòl bạc bòl nâng lô hạ thiết nê bê bạch chạp bòn. Chúng nói mùi tiết cư kì chong nè dê ông bì ca vị phê nây thiết sọ đáy bắt đo nô bô rô miên xâm khăn thông khăn chứ mùi nâng ca thơ tê ở rô quỵ nì chay đầm bông nây chúng ngư xem xên đã tiệ tuông tên nâng bà bòn bà sàn. Hai chúng nói mùi tiết cư kì chong thơ ca tam đán đáy miên phòl bạc bòl chiết bòl nây lô hạ nô khăn sọ nâng rùi bản tỏ mốt có kê ở nâng rô với thi xác đầm bây cắt bản thoi lô hạ thiệt ngôn tranh bì riêng cài được bỏ mà nụ sự đây nhận góc nghĩa nên chúng lo xin ký xong thua cả bộ sài bản tỏ bì chùm nợ dụ bỏ vông sọc hát cứ chúng xong thua cả bộ sài nơi chùm nợ bì chụt mũi ca chơi rớt phía xùm nạ bì đầm nai ca bì sọ bì chụt mũi ca chơi rớt phía xùm nạ tăng ốc cứ trai bàn chơi rớt bì sọ របស់បុរសចំនួន116នាក់និងសក់របស់ស្ត្រីចំនួន42នាក់ដែលក្នុងនោះគឺយើងជ្រើសរើសចេញពីមនុស្សដែលមានវ័យចន្លោះពី10ខែរហូតដល់100ឆ្នាំសក់ដែលត្រូវគេបានលាបពណ៌គឺយើងមិនបានជ្រើសរើសយកមកវិភិនទេមានភាកសំណាក់17បន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងនោះមានសក់ពណ៌ក្រហមឬសក់ពណ៌ទងដែងដែលយើងបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យ ដែលក្នុង17នាក់នោះគឺមាន9នាក់ជាសិស្សប្រុសនិង8នាក់ទៀតជាសិស្សស្រីតារាងខាងក្រោមនេះគឺបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលក្នុងចន្លោះអាយុពី10ខែរហូតដល់100ពីឆ្នាំចំពោះទីតាំងភាកសំណាក់ទាំងអស់នោះគឺយើងបានមកពីហាងកាត់សក់មួយកន្លែងហើយចំពោះការ វិកសបវិញគឺភាសនានីមួយៗនឹងគឺយើងបានវិកសបយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រអប់កដាស់មួយរួចហើយយើងដឹកវាទៅកាន់មេទីពិសោធន៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសនរស្មីនិងបកស្រាយនៅចំណុចបន្តពីដំណើរការពិសោធន៍នៅចំណុចទី2.2ដំណើរការនៃការវិភាគ ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិភាគរោគវត្តមាននៃលោហៈក៏ដូចជារោគកំហាប់
nay lô hát cư dương ban chai chân chịu buôn chùm hiến đa chùm hiến tìm mũi cư dương bổng mô phía xâm nạ tàng ốc dốt mọc liêng xâm ạt đa phía xâm nạ đại dương thở dốt mà liêng xâm ạt nâng cư dương ốt liêng xâm ạt đoài prao xạ bú đà miến xà thiết chùm rạc ác đại kê hát hát đi thật chân nâng tỉ mô là hát đại kê ốt dốt xà bú đà miến xà thiết chùm rạc ác đi thật chân nâng đàm bay mà liêng xâm ạt sợ sai sọ tàng ốc nâng cư bề khá cứ vì ai bắt bằng nơi lộ hạt thiệt môi trong nuốt đại dương cầm bông tài rột chấn cầu pi sạ bú cư dương ai pra pra cho mùi nắng tham cả bốn tetra chlorid đầm bay liêng sầm ạt nơi phía sầm nát đại dương bằng một bàn tiếng ở nắng hai ca đại dương với ca liêng sầm ạt phía sầm nát tiếng ở nắng đại pra tham cả bốn tetra chlorid nắng cứ đầm bay liêng sầm át nơi xà thịt khăn chân bị sẽ xài sọc chân dương chỗ đo chùm hiền tìm bí đo nằm nạ cá và đẹp xà tục chân riêng rô phía sầm nạ tăng ớt đầy dương ban liêng viên sầm át ruột đo dọc xà thịt khăn ruột cứ dương ban dọc viên mà đã nơi khăn ông chan bọc xà lãn và tọc mà tiết cứ dương dọc viên tự đã nơi khăn ông mà xín mà phôl phân nét đài thật nơi khăn sẽ tăng ập hiếp buồn rồi hà sập ông xa xế đại dương tục viết để dạp bế cho lọ bị bấy tự buôn máu rồi hốt đó khơi miên mà sao bó xó cát miên làng chùm hiên tị bấy cứ dương dọc mà sao bó xó đại bàn có cát làng nâng dô viên mà lia cho mùi nâng tật axit hydrochloric chùm nọ pram rư cọ đọc millilit là miên cầm hấp xôn trịt mùi ẩn hai rẽ xa viết túc nơi khăn ông đọc polyethylene rư cọ đọc chùa chẳng chẳng chỗ đau chấm hiên trong cái cư chấm hiên tị bún đầm nạ cao này ca cầm nọt rộp bộp hết này lộ hát chùm mũi nâng cầm hấp này lộ hát đại dương bàn rộp khờn chẳng nơi khăn ca cầm nọt rộp vào tầm này lộ hát nơi khăn giờ sai sọ nâng cứ kê bàn prao mà xin ế ế đài chia mà xin atomic absorption spectrophotometry hai mươi vinh tiết chùm bua ca cầm nọt rộp cầm hấp này lộ hát đại dương bàn rộp khờn tha viên miên vô tầm miên nơi khăn ông sai sọ vào mà nụ nâng cứ lô hạ khlác cứ dương nghe rộng nâng rộp cầm hạp bảo vía hay lô hạ khlác cứ dương trơ ca bùng riêu sổ lô chông vì ở bàn tràn đòn hay lô hạ khlác tiết cứ dương nâng màn ai cho rộp khơi nâng cầm hạp bảo vía tể chân miên lô hạ mà nhảy sống cho mùi nâng sang ở sầy cứ sổ lô chông nay lô hạ mà nhảy sống nâng sang ở sầy nâng cứ dương chăm bạch dọc vía trâu tay bùng riêu sổ lý xong vía ở bàn đọc đón rưu có tràn chiêng đọc đón môn nâng dương dọc vía mà vua rô cầm hạp rộng bảo vía chị đồng bóng nâng khi nông chung riêng xuống lục rú nâng mật ủng phạm tầng ạ khá ní nâng khi nông chung mô giam sẵn ý mọc bị cầm tìm bắn nhưng bỏ ra bần to bì đã xa mây nơi trăng chùm nói tị bấy cư là tập hò rùm phân túc nơi ca cầm nón rộng vật thầm này lỗ hạt đại mình không thể sai sọ ra bằng một nông nâng cư chùm nốn nâng của phê này lỗ hạt lỗ hạt đại mình vật thầm mến nơi không thể sai sọ ai miên và hai lơ vì phùm bầy của phê xem xem khá nìa lỗ hạt đại ai đại dương ai rộng khơn không thể sai sọ miên đồ chia sang là xây tổng đanh cục ba cắt từ nhóm xâm nó nị ca nâng cồm mỗi tiết cư cầm hạp chạy lẹ dương ai mơ nó không tràng trang mental in human hair according to sex vì miền bàn chai chỉ biết cứ xâm rạp mail nâng phí mail Bên xưa lục rút nâng xuất sẻ tập thể được ở thân hết nhóm bằng chú mô điều mình lý bỏ sài nâng chúng nói tí bốn cứ xa đọc chất cái đầy là miền bị phía xá nâng xong được thàn nhóm liêu nguyên lý này dây chùm nói thị bốn sử dụng sức cái đầy là thán nâng bị phía xa bà thám ca bị phía xa nâng lơ tân này thường ní kể ai sử dụng thán thả ca bảo mô bảo đông này là hạ thiết nâng cân ông sọ rộp bảo mô nụ à miêm phía khó bảo lại kênh của ai còn xâm có bì mô nụ nẹ tơ mô nụ nẹ hỏi cân ông kênh này khác cứ dùng từ thám phết ai dụ nâng bỏ sọ rộp bảo mô nụ chỉ là tập hợp cái bàn rock hơn lo hạ thiệt tiếng nốt miền đôi chia
mà như sống sang ngư xây tung đánh cô bá cắt mà nhóm xong nó ní cái là nâng cồn rồi ai công hạp rõ bò lô hạ thiệt đi mùi mùi cứ mừng thử tố bán phiếp chạy lẹ tàng xa lông nụ tê ní cứ chia rì phần đại bàn cồn dự nhóm sắc xa ra chú điều bị internet chị đã bóng xong ổ con đỏ lọc rú để bạn nãy nôm nâng ca phân dụl này ca thơ bởi thế đã bọt mùi này là nâng ổ con mặt phẹt ngọt này châm buồn xong nô ai xưa yên nhóm bán nơi châm buồn ca khóa khát nâng ca bỏ xa lại nơi bởi thế đã bọt mùi này bạn xong ổ con.